Rồi, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoa Sứ Tây Ninh của mình nha mọi người. Rồi, chúc mấy anh chị em mình có một buổi tối thật là vui vẻ, là nhiều hạnh phúc nha anh chị em. Bữa nay mình quay khoe với mấy anh chị em cái cây bông trang nè. Đó, cái bông trang mini hôm ẩm của mình có quay rồi á. Bông trang màu cam siêu mini nè của mình á. Cái clip hôm ẩm mình có quay á. Hôm nay mình quay lại cho mấy anh em mình xem nè. Đó, thấy nó nhỏ không? Để mình cầm lên nè. Mấy anh chị em mình thấy không? Đo với cái ngón tay nó bằng một nửa ngón tay à. Mấy bữa nay quay mấy cây sới hoài bởi vậy nó riết nó cũng chán rồi, bởi vậy giờ nó nhàm quá bởi mình đổi cái đổi phong cách một chút thôi. Bữa nay coi giao lưu cây bông trang chơi cho vui với mấy anh chị em nào có yêu thích cây bông trang nè. Ở mình ở trong miền Nam mình kêu là cây bông trang nha anh chị em, còn thí dụ mà ở ngoài miền Bắc đó là người ta gọi là cây mẫu đơn á. Anh chị em nào có đam mê chơi cây cảnh nghệ thuật đó như cây bông trang này nè, vô giao lưu nói chuyện làm quen chơi nha anh chị em. Đó.
Bông trang thì nó có nhiều loại lắm, loại lá nhỏ, loại lá lớn, loại lá trung, đủ loại thôi. Màu thì nó cũng đa dạng màu sắc luôn, đủ màu hết, màu nào cũng có. Cây này là cây, cái nào này là màu cam nè, màu đỏ, màu cam, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím, đủ thứ hết rồi, nó cũng đa dạng màu sắc đó. Cây bông trang thì nó cũng dễ chơi anh Trang, nếu mình thích mình thử, mình sưu tầm thử, mình chơi nó rất là dễ luôn. Cây này nó trồng cũng đơn giản y như cây bông giấy rồi vậy thôi, cây hoa giấy rồi nó cũng vậy, nó dễ ra hoa, mình thấy không? Cây này nhỏ xíu vậy mà nó bông quanh năm luôn, bông xuống luôn, thấy không? Đơn giản có nhiêu đây tàn đây thôi mà nó cũng có bông thôi, nó bông hết tàn luôn ha. Ở nhà mình thì mình nói chung ở nhà mình nó diện tích nó chật hẹp á, mình không có điều kiện để mà chơi mấy cây lớn được, bởi mình cứ mấy cây nhỏ nhỏ bonsai mini mình chơi vô. Như mấy cái chậu vậy nè, mấy anh chị em mình trồng á, mình để ngay bàn uống nước rồi nó cũng đẹp nè, đơn giản nè. Sẵn đây mình lên đây mình giao lưu với mấy anh em nào đó có yêu thích cây bông trang đồ đó, mình vô mình giao lưu làm quen đồ, chia sẻ kinh nghiệm đồ nha anh chị em. Cây bông trang thì nó cũng có nhiều cách để mà mình nhân giống lắm. Nhân giống của nó là cách phổ biến nhất là người ta dăm cành với lại người ta chiết nhánh á, dăm cành với chiết nhánh. Còn cái vấn đề cái này, còn cái này là mình uống cho nó nè, chỉ cần cái cành nhỏ đơn giản thì thôi, không sao đó, cành nhỏ đơn giản thôi, mình uống nó đơn giản, tạo dáng cho nó hơi quái chút là được rồi, tùy theo anh em chị em mình thích cái kiểu dáng nó làm sao thôi. Ở nhà mình dăm cành bông trang nhiều lắm, mình dăm tùm lum hết nè, ví dụ một lần cắt nhánh vậy đó, lần cắt nhánh cái mình thấy tiếc, cái mình thấy cái chậu nào gần cái mình dâm vô, cái chậu nào gần cái dâm vô, đơn giản lắm. Bông da trang này nó dễ lên lắm, ví dụ mấy cái nhánh nhỏ vậy nè, nếu anh chị em mình mấy cái nhánh đơn giản vậy thôi, mấy cái đọt vậy nè, chỉ cần cái đọt nhỏ vậy thôi. Đây này là cây trang đỏ nè anh chị em, cái màu đỏ nè, trang đỏ này mình dăm cành nó dễ lắm. Như thí dụ cái đọt như đây đó anh chị em, mình cắt ngang đây, chỉ cần mình cắt ngang đây cái mình dăm xuống, cắt ngang cái mình dăm xuống đất đây cái là mình trồng nó cũng lên đó, dễ sống. Còn thí dụ nhánh lớn hơn một chút nữa thì mình có thể mình chiết nhánh bằng cách mình bó bầu á, mình gọt vỏ mình bó bầu cho nó, thì cách đó là cách phổ biến đơn giản, nó hiệu quả nhất á, cách bó bầu nó bảo đảm nhất. Còn không nữa mấy nhánh bự thì mình có thể mình dăm cành, dăm nhánh đó, mình dăm nó, dăm không thì mình thí dụ mình dăm không với cát, mình dăm vô cát cũng được. Còn không là anh chị em mình dăm bằng cách là mình dùng thuốc á, thuốc kích rễ N3N á, mình nhúng vô đó là mình ngâm xong mình dăm cành cho nó cũng lên, dễ sống rồi. Nó y như bông giấy à, cứ để ngoài nắng cho nó đã ra bông suốt à, cứ nó nắng, độ nắng đủ đều liều lượng cho nó là nó bông nó trổ suốt quanh năm luôn. Trang này cũng trang nhỏ nè anh chị, mình cầm mình đơn giản nè, cây của nó nè. Bữa nay mình nói chuyện chơi với mấy anh chị em nha, anh chị em này yêu thích rồi mình vô nói chuyện rồi chơi nha. Sẵn đây mình quay mấy cái cành dâm cho mấy anh chị em mình xem luôn nè. Ở đây là mấy cái nhánh đọt nè, mình cắt cái đọt nó mình dâm nó dễ lên lắm. Ví dụ một lần mình tỉa cây á, cái mình thấy cái nhánh này nè, một cái mình thấy chậu kế bên cái mình gắm vô là nó lên luôn rồi nè, đơn giản. Để mình nhổ lên thử một cây cho mấy anh chị em mình xem nè, coi nè, nó chắc nó cũng mọc rễ đây, dưới đây dữ lắm rồi. Sâu rồi, nó ăn sâu rồi.
em lội sâu sâu xuống tí ăn rễ. Cái loại này nó mau ra rễ lắm, sâu dữ à. Ừ, ở đây nè, không ăn chưa. Cái này mình chỉ cần cắm cái đọt nó xuống là nó lên vậy nè. Này, cái đọt nó nè, càng mình cắt ngang cái đọt nó một khúc vậy, cái mình cắm nó, mình ghim nó là nó lên nè. Ra rễ thấy sợ không? Đó, vậy cái anh chị em mình trồng cái mình chơi mini rồi là có lý à. Nó mau ra bông lắm. Để mình kia tòng nó lặn xuống lặn đây. Đây nó chặt quá, mình kiếm chỗ cái để chút đi, kiếm chỗ khác mình trồng đó. Ở đây mình dâm rất là nhiều nè, mấy cái này mấy cái nhánh bông giấy nè, bông giấy mình cũng ghim đại vô nó lên hết nè. Mấy cái nhánh bông giấy, mấy nhánh nhỏ không, nhánh con không, mình ghim vô cũng lên nè, thấy chưa, ghim đại vô cũng lên nè. Rồi sẵn đây để mình đi lấy cái cây linh sam mini của mình khoe với mấy anh chị em mình luôn. Đây có anh chị em nào yêu thích cái cây linh sam nào không, để mình giao lưu luôn luôn nha, giao lưu nói chuyện đồ chơi. Ở đây cái này cây linh sam nè anh chị em. Đó, cái linh sam cái mặt qua nó màu tím nè. Mấy cái linh sam này nó cũng có nhiều loại lắm, loại lá nhỏ lá lớn nó cũng y như cây bông trang vậy đó. Nó cũng nhiều loại lắm. Nó cũng có màu này màu kia màu trắng rồi đồ cũng đầy đủ hết nè. Cái này cây bông trang lá nhỏ nè, lá nhỏ thì mình mua mình chơi cái lá nhỏ thì bông nó không bằng cái loại lá lớn lá trung á. Loại đó là linh sam siêu bông, nó đẹp lắm. Cái đó bông nó ra cực kỳ nhiều luôn, nó ra hết nguyên một cây luôn, tàn nhánh vẫn ra bông nữa màu tím đó, đẹp hơn mọc tím của cà đẹp lắm. Mấy cái loại này nó cũng dễ chăm sóc lắm, mình nó y như cây nó ba cái loại cây này nè, như cây bao cây linh sam này với lại cây bông trang với lại cây bông giấy, rồi nó cách chăm sóc nó cũng giống nhau hết nè, cách thức chăm sóc rồi cách làm cho nó ra bông rồi nó cũng y hệt nhau không khác gì hết. Mấy cái này đi, bây giờ mình thí dụ mình cho một đợt bông vậy rồi, bây giờ cái đợt bông xong cái mình xả tàn mình cắt tàn bắt cắt nhánh nó bớt, bắt đầu cắt xong cái mình bón phân rồi vô, cái đợt sau nó ra bông tiếp nữa, nó xuyên ra bông lắm. Linh sam rồi, bữa nay quay chia sẻ cho vui với mấy anh chị em vậy đi, thí dụ anh chị em nào cái yêu thích nữa mình sau này mình sẽ mình chia sẻ một số cây nào đó để anh em mình giao lưu học hỏi rồi trao đổi kinh nghiệm rồi chơi nha mấy anh chị em. Rồi, trước khi chào tạm biệt anh chị em mình cho cây bông trang mini ra chào tạm biệt anh mấy anh chị em mình ra. Rồi, cảm ơn mấy anh chị em mình rất nhiều luôn nha, chúc một buổi tối thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha mấy anh chị em. Rồi, hẹn gặp lại lần sau anh chị em.